Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáu ngày trước lễ vừa qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đại Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá sức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: Sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó, họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Sức mạnh của tình yêu, mãnh lực của đồng tiền. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong các sách tin mừng, nhân vật Judas Iscariot ít được nhắc đến, nhưng khi được nêu tên thì lại không thấy nói đến những điều tốt đẹp. Tin mừng theo Thánh Gioan ghi nhận, khi thấy cô Maria dùng dầu thơm thượng hạng để sức chân Chúa Giêsu, Judas đã nhân danh người nghèo mà trách cô Maria: Sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Có lẽ thưa cộng đoàn, trong thời gian đầu theo Chúa Giêsu, Judas chưa bị mãnh lực của đồng tiền trói buộc. Nhưng vì giữ chức thủ quỹ, tiếp cận nhiều với tiền bạc, dần dần Judas đã trở nên nô lệ cho đồng tiền, đánh cắp của chúng cho vào cái túi riêng của mình. Thưa cộng đoàn, có lẽ cũng giống như Judas, nhiều người cũng nhân danh người nghèo để thực hiện nhiều dự án bác ái. Nhưng trong những dự án đó, ngoài những cái tấm lòng vàng giúp cho người nghèo một cách vô vị lợi, thì vẫn có một cái thiểu số nào đó dùng cái danh nghĩa này để trục lợi, để đánh bóng tên tuổi, hoặc là để cho người khác phải ghi nhớ công ơn của mình. Thế nên lời Chúa nhắc nhở chúng ta cảnh giác trước cái mãnh lực của đồng tiền. Tiền bạc và của cải vật chất chắc chắn là phương tiện giúp cho con người và xã hội thăng tiến toàn diện, chứ không phải là mục đích mà chúng ta nhắm đến. Nó phải luôn luôn là phương tiện thôi, chứ không phải là mục đích được. Trong mọi trường hợp thì tiền của sẽ là đầy tớ tốt, giúp ích cho con người sống đúng cái phẩm giá của mình. Và ngược lại, chắc chắn nó sẽ là một ông chủ xấu, khiến người ta biến chất trong nhân cách, trong những cái cách hành xử. Kính thưa cộng đoàn, bên cạnh hình ảnh Judas bị mãnh lực của đồng tiền trói buộc, chúng ta còn thấy hình ảnh tuyệt vời của cô Maria, là người đã thể hiện sức mạnh tuyệt vời của tình yêu chân thành.
Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cô Maria là phái yếu theo cái nhìn của con người nói chung, nhưng cô lại là một con người đầy sức mạnh nội tâm, sức mạnh của tình yêu. Hình ảnh của Maria quả thực là tương phản với hình ảnh của Giuđa, một tông đồ giữ cái chức thủ quỹ quản lý có vẻ rất mạnh mẽ về nhiều phương diện đó, nhưng lại trở nên yếu nhược trước mãnh lực của đồng tiền. Đồng tiền đi liền khúc ruột quả thật chính xác đối với Giuđa. Còn đối với cô Maria thì sức mạnh của tình yêu đã làm thăng hoa tâm tư, tình cảm và lòng quảng đại của cô. Chúng ta vẫn xem cái răng, cái tóc là vóc con người. Cô Maria đã dùng cái mái tóc đẹp của mình ở trên cái đầu của mình để mà lau chân cho Chúa. Cô ta không có dùng những cái khăn hay cái gì, nhưng mà dùng tóc của mình để lau chân Chúa. Một hành vi đầy tính biểu tượng ở trong đó. Thưa cộng đoàn, có một vấn nạn được đặt ra trong trang tin mừng ngày hôm nay. Cả hai việc là yêu người và bố thí đều là những cái việc tốt. Chúng ta thấy yêu người cũng tốt mà bố thí cũng tốt. Nhưng mà nếu phải chọn một trong hai thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn cái điều này. Điều nào đây? Không biết cộng đoàn chúng ta sẽ chọn điều nào đây? Yêu người hay là bố thí? Chỉ chọn một trong hai. Chúa Giêsu cho chúng ta câu trả lời. Chúa Giêsu nói với Giuđa cũng như là nói với những người mà đang hiện diện ở nơi đó: hãy để cô ấy yên, cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy anh em không có mãi đâu. Thế thì chúng ta thấy rằng cô Maria đã làm một cái việc là yêu người. Yêu người. Chính sức mạnh của tình yêu giúp cô thực hiện việc đó. Giuđa thì kêu ca rằng cô Maria phải bố thí thì hơn. Nhưng thực sự cô Maria đã làm một cái việc cao trọng hơn bố thí, tức là đã làm một cái việc yêu người. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không có ý nói cái bản thân của Chúa thì hơn những người nghèo nhiều. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy trong cái trường hợp này, việc yêu mến trỗi vượt hơn việc bố thí. Vì chỉ còn có cái dịp này, sau này không còn có cái cơ hội làm lại nữa, vì Chúa Giêsu đã gần kề cái chết. Và lại, đây cũng là một cái việc gọi là yêu người cuối cùng mà người ta có thể tỏ ra cho một người. Đó là cái gì? Thưa, đó là việc tán sát cách xứng đáng. Một cái việc yêu người cuối cùng mà chúng ta có thể thực hiện, đó là việc tán sát cách xứng đáng. Điều mà có nhiều người lúc đó đã muốn từ chối đối với Chúa Giêsu. Thế thì cô Maria đã thực hiện cái điều đó. Thật ra chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu cho chúng ta cái câu trả lời yêu người và bố thí. Thì trong cái trường hợp này, ưu tiên cái việc yêu người. Tóm lại thưa cộng đoàn, Giuđa mặc dù là một tông đồ đã theo Chúa Giêsu từ những ngày đầu, lẽ ra phải là một người mạnh mẽ trước sự cám dỗ của tiền bạc, thế nhưng lại trở nên yếu nhược trước mãnh lực của đồng tiền. Trong khi đó, cô Maria dù là phận nữ nhi bề ngoài có thể là yếu ớt, nhưng tâm hồn lại tràn đầy sức mạnh, nhất là sức mạnh của tình yêu. Không hề keo kiệt tiết tiền, cũng không màng đến những cái lời sầm xì của những người có mặt. Cô Maria vẫn can đảm và đầy lòng yêu mến lấy dầu thơm hảo hạng để xức chân Chúa Giêsu và dùng tóc của mình để lau chân Chúa, để thực hiện một cái nghĩa cử cuối cùng trước khi Chúa Giêsu bước vào cuộc
cuộc khổ nạn. Xin Chúa cho chúng ta có được cái sức mạnh gọi là sức mạnh nội tâm, sức mạnh của con tim, để chúng ta biết sống giá trị của tình người, giá trị của việc yêu người một cách triệt để nhất. Amen.